Thấy rồi đấy đi anh. Nhà chú đây là gì? Quy. Chú Quy à? Nhà chú đây là thuộc về Ngọc Tân nhỉ? Ngọc Tân. Chú lấy tối này nó mát. Nó mát mà lấy tối nó đi đẻ ngày. Tối liệu phải trông. À thế à? Và... khu này thì cũng nhiều người chăn nuôi nhỉ? Ừ, nói chung ở dưới này thì khu Ngọc Tân này là cháu ở đi đầu ngoài thì hầu như gần như hết được. Này cho lột răng tay này cho quay cả chối. Đây là nhà chú Quy. Đây ông chủ đây. Đây ông chủ tốt an sức rất chi là động. Chào bà con. Chú ở ngoài nghe đằng này thì mới sáng đây. Ông chủ đây, chú này là chú Quy ở Ngọc Tân. Đây thuộc xóm gì chú ơi? Xóm Tân Trung. Xóm Tân Trung. Thôn Ngọc Tân. Chú này rất chịu khó. Bao nhiêu việc đằng nhiều nghề này, máy xa này, chăn nuôi này. Đây lợn. Ở đây. Đấy. Cháu cũng lắm việc quá, ngày làm không hết việc. Ngày làm không hết việc, toàn tranh thủ làm cả đêm đây này. Đây là lợn nhảy đêm. Lợn nhảy đêm cả ngày thì con cái không ăn miếng nào. Vâng. Thế là nằm lì không cả dậy. Chiều nay cháu đi lắp lăn rào đâm giờ mới về, giờ mới bắt đầu đánh hơi muộn. Thôi các các hộ chăn nuôi là cứ thông cảm, bởi vì cháu lắm nghề, nhiều khi lắm lúc chủ chờ xuân ruột cũng bực. Chú ngoại anh đang đấy hơi tối, ngoại anh đang này sáng đây, chú Quy đây đấy, ông chủ đây nhìn đẹp trai không? Đẹp trai làm ăn gặp cười rất tươi. Vâng. Đây nhà chủ là nuôi thêm mấy con đu màu lông bò đây. Đấy, màu lông bò trời tối chả nhìn thấy gì. Sang bên này có điện thì mới nhìn rõ. Mỗi chuồng hai con. Lại cả bò nữa. Lại 1.000 gà ngoài kia tối như thôi chả ra quay. Đấy, con này ngửi thấy mùi đực thèm, trèo cả lên. Con này. Một con, hai con, ba con, bốn con, chế độ khác nhau chứ. Năm con. Chế độ khác nhau. Chú cơm chưa? Chưa ăn đâu. Chị ăn đấy chính thỏa ăn cũng muộn nhỉ. Cháu đã muộn, ông, chú muộn. Cô đi công ty chưa về. Đi công ty chưa về. Này thằng ca. Thế còn các em? Em thì hai đứa nó bán cà phê về phố. Hết rồi, giờ ăn nó lại tiếp tục à. Tiếp tục. Quay này nó có tự lưu được không chú? Xong mình nghỉ lại. Xong đấy như là lưu lại rồi. Mấy người tất. Ơi. Ơi, chú đó. Ơi, chú bỏ đi, có gì đổ đấy cái này. Chào chú nha. Chú đi đâu đây? Đổ không?
À, anh Nam à? Anh Nam à, tối quá muốn quay anh để đưa anh lên kênh của em này. Chào nhá, chào cái đực. Rồi rồi, hàng xóm tốt bụng thế. Có thừa lại đem sang đây cho. Nhảy lâu ghê thôi rồi. Rồi chú lưu cháu cái. Rồi. Thôi rồi.